Dài mối tình rồi, mối tình sâu sắc dài, dài nhất dài. Là bao lâu? Dạ, cái đó thì cũng là rất là lâu rồi anh ạ. Tại cái mùa đông đó thì em còn nhớ, nhưng mà cái năm nào thì em quên rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu lý lịch. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào dạ. Chị Cát Tường. Chào bạn. Cũng như là chào bạn chơi cùng. Em tên là Trần Quang Minh. Năm nay em 28 tuổi. Dạ nghề nghiệp của em thì em làm bên ngành hàng hải. Em là một thủy thủ của tàu biển. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Nhưng quê ở đâu? Dạ quê em ngoài Bắc nhưng mà em đẻ trong này. Mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên kế toán ạ. Xinh quá. Mình đã có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào ạ. Cái gì? 26 dạ. Tuổi chưa có mối tình nào? Dạ vâng ạ. Bạn vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 2 năm ạ. 2 năm cũng không có ai luôn? Dạ vâng ạ. Rồi mấy chàng trai xung quanh bộ mù hết hay sao vậy trời? Không ai để ý mình mà mình cũng không để ý ai hay sao? Cũng có nhiều người để ý nhưng mà em hơi khó tính một chút nên em chưa có lựa chọn một bạn trai cho mình. Khó quá, 26 tuổi rồi, khó gì nữa. Bây giờ em không khó nữa. Vậy là chưa được hôn cái nào luôn? Dạ chưa. Chưa thiệt luôn? Dạ chưa ạ. Mình đây ngồi cười trúng chim. Sao vậy Minh? Cười vụ gì Minh? Dạ tại vì em thấy là vụ hung thì cũng thích đó chị ơi. Chị cũng hy vọng là em có được cái nụ hôn đầu đời dành cho bạn nữ nha. Cố gắng lên nha. Minh mấy mối tình rồi? Dạ anh ơi em có một vài mối tình rồi. Vài mối tình rồi? Mối tình cái sâu vài sắc vài nhất, dài nhất là bao lâu? Dạ cái đó thì cũng là rất là lâu rồi anh ạ. Lâu là bao lâu? Như em nhớ là 2 đến 3 năm. Tại cái mùa đông đó thì em còn nhớ, nhưng mà cái năm nào thì em quên rồi. Cái mùa đông đó là cái bạn đó bạn sang Canada, cái bạn cho em ghe. Cái từ đó em rất là lạnh và cô đơn tới bây giờ. Tàu thủy thủ ha. Đi hết nước này nước khác ha, hay sao? Dạ em không có đi nhiều nước đâu anh. Nhưng mà em cũng đi vòng vòng ở ngoài biển vậy thôi. Ừ. Vì lấy vợ rồi cứ bỏ vợ ở nhà mà lên tàu chơi hoài vậy đó hả? Dạ thì anh ơi em mắc cái bệnh là hơi thích làm việc. Cho nên là nhiều khi có ngày nghỉ á, thì em cũng khoái ở trên tàu không chứ không. Trời đất ơi, rồi giờ nếu mà đã hẹn bạn gái thì mình hẹn hò cái giờ nào? Thì hò trên tàu á. Dạ, đi thì nếu như mà em rảnh nguyên ngày thì đi nguyên ngày. Còn nếu mà rảnh ban đêm, buổi tối thì đi buổi tối hoặc ban đêm thì càng tốt. Chơi đâu? Trên tàu hả? Dạ. Không, ở thành phố anh. Chứ tàu có gì chơi anh. Bạn gái thì sao? Rồi mình giới thiệu những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình chút xíu cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là thứ nhất là hiền lành, vui vẻ, chịu khó, chăm chỉ, biết chăm sóc gia đình ạ, biết nấu ăn ạ. Nhược điểm của em thì chắc là tại vì cái mối quan hệ của em từ khi vào đến giờ thì nó cũng không có nhiều á. Thứ hai là em cũng hơi trầm tính một chút. Với lại em cũng hơi khó tính một xíu. Nhưng mà nãy giờ em nghe ảnh nói về cái chuyện là giờ giấc rồi đi chơi hẹn hò vậy đó, một tuần là khoảng 1 đến 2 lần thì em có anh em cảm thấy như thế nào? Em đồng ý không hay là em thấy ít quá? Em nghĩ là như vậy cũng được rồi, nhưng mà đừng vào các ngày thứ trong tuần ạ. Vậy là phải cuối tuần. Dạ. Đi làm thì buổi tối mình cũng rảnh mà. Rảnh nhưng mà nhiều khi anh không có rảnh thì sao mà đi khuya quá em cũng không thích ạ. Hỏi cho em dạ. Đi được tới mấy giờ? 10 giờ ạ. Ủa em đang ở với ba mẹ hả? Dạ không, em ở với em gái ạ. Ở em gái ai bắt mình 10 giờ về? Nhưng mà em không thích về trễ như vậy. Mình tự quy định là 10 giờ về. Dạ, đôi khi mình về mình còn chuẩn bị cho ngày mai mình đi làm nữa. Dạ. Rất kỹ tính. À, kỹ mình tính muốn vậy mới giờ mới ngồi đây nè. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì cao từ 1m7 trở lên. Mập một chút cũng được ạ. Về tính tình thì điềm đạm, hiền lành, biết yêu thương gia đình. Với lại là người có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai như thế nào không? Nếu mà mẫu người bạn trai lý tưởng thì thôi em nghĩ như bố em cũng được. Em thấy bố em là một người hiền lành, yêu thương vợ con hết mực cả. Em nghĩ như vậy là được rồi ạ. Bố em có làm thủy thủ không? Dạ không. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích ở người bạn trai đó là gia trưởng. Thứ hai là ích kỷ. Bạn trai, bạn có gia trưởng không? Theo em thấy em không có gia trưởng. Còn về cái ích kỷ thì thôi em không có ích kỷ rồi. Bởi vì nếu mà em ích kỷ nữa thì thôi em sống dai chị. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Vậy với em á, em muốn tìm một người cũng biết vuông vén và quan tâm chăm sóc đến gia đình. Quan trọng nhất là phải hiền. Bởi vì em hiền rồi
Nếu như mà người ta giữ, người ta đè lên đầu em sợ. Trời ơi, cái gì mà đè trên đầu. Ai mà đè dữ vậy? Ai mà dám, cô ai mà dám đè. Cô hiền lắm rồi đó, nghe giọng bây giờ rất là hiền. Nhưng mà anh chỉ lo một điều, vấn đề là cái chỗ là em đi suốt trên tàu vậy, cái thời gian dành cho gia đình, con cái như thế nào đó. Em có vạch ra một cái kế hoạch nào đó khi mà vợ em có con, có cái rồi, mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào không? Giống như vậy á, nhưng mà nếu mà vì gia đình mình á, thì đến một mức nào đó thì mình nên stop, mình nên ngừng lại. Chứ nếu mà còn vẫn đi thủy thủ là càng thành công lại phải càng đi xa. Dạ. Nhưng mình hiện nay ở với ai? Dạ em hiện nay đang ở với ba má. À ba má, với ai nữa không? Dạ với em gái ạ. Vậy thì để vợ nhà ở chung với ba má cũng đỡ ha. Chứ mà giờ vợ mà ở mình cũng buồn lắm á. Chắc vậy đó. Chắc vậy. Em có đề ra một cái ngoại hình hay một cái thế nào người về thế nào người không? Phụ nữ của mình không? Em thích cái đẹp mà, nên ngoại hình cứ đẹp là được rồi. Thì nếu mà mẫu thì như Ngọc Trinh đó anh. Là đẹp lắm đó anh. Ngọc Trinh. Ông, anh em không nói về tính tình, em chỉ nói ngoại hình thôi à. Không, ngoại hình. Dạ. Coi như trắng trắng như Ngọc Trinh vậy dạ, ha. Cứ như mặt bầu bầu trắng trắng như Ngọc Trinh. Dạ. Dạ. Có Ngọc qua kìa. À chị. Ngọc Trinh mới chịu hả? Không. Sao đặt cái mẫu chỉ là mơ vậy thôi chứ. À mơ, chỉ là mơ thôi hả? À, mình có cái tật xấu gì không? Dạ là em ngáy. Mấy người ngủ chung trên tàu nói vậy hả? Giống. Dạ ai ngủ chung tàu. Người ai ngủ chung cũng nói á chị. Em có ghen không? Không, mình không có ghen chị. Không ghen. Không ghen. Vợ đẹp cũng không ghen luôn, mình đi suốt trên tàu dưới đây vợ ở nhà làm gì mình không ghen luôn. Không, tại vì em sao nhưng mà em hiểu. Thí dụ như mà có cái gì đó nó một chút gì đó lừa dối thì giống như mình cũng cảm nhận được. Rồi, cặp này là theo cơ bản là em thấy xứng đôi đó. Mà không biết xứng đôi không? Xứng đôi, xứng đôi. Tôi lo cái vụ đi xa thôi. Thì đơn đó giản vậy. Mình thì chững chạc rồi. Tướng cũng cao ráo, đẹp trai. Vấn đề là lo cái chuyện đi xa thôi. Đi nghe trên tàu không có nữ là mình cũng yên tâm phần nào rồi đó. Xinh quá. Anh vẫn lo cái chuyện đau đớn là chuyện đi xa đó. Em cũng lo ạ. Em có tính thế nào khi mà em có con rồi, rồi chồng em cứ đi xa miết vậy, rồi mình cách nào đâu? Thì nếu mà gia đình quan tâm mình nữa thì đấy là một cái hạnh phúc rồi anh. Đúng rồi. Dạ. Ở đây anh có ba mẹ nè, rồi có em nữa là có thể chăm sóc được. Vậy là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời đúng không? Bên đàn gái cũng được, đàn trai cũng được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Em đi với lại anh rể em, với lại cô em, với lại các bạn em ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Xin chào tất cả các khán giả trong trường quay. Hôm nay mình đến đây tham gia chương trình để mà động viên cháu Huyền. Mà cô thấy bạn bên kia có giống ba của Huyền không? Tại vì nó là muốn tìm người là cái chuẩn giống như ba đó. Thấy là ngoại hình thì ổn, đẹp trai. Cao to. Ba của Huyền á thì là người rất là nhỏ, nhưng mà về bên gia đình thì ba rất là quan tâm gia đình và chờ thương con. Dạ. Rồi, hôm nay mình đi với ai Minh? Hôm nay em đi với em gái em. Em gái. Với lại một người bạn thân của em nữa. Rồi, chúng ta cho gặp em gái rồi, trước em đi. Gái đâu ạ? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và chú Huyền Linh. Dạ, em theo chị, em thấy thì chị rất là dễ thương, hiền, rất là hợp với gia đình của mình. Hợp là hợp chỗ nào? À, tại vì em thấy chị rất là hiền. À, dạ. Rất là dễ thương. Anh trai đi hoài có thể chăm sóc chị dâu được không? Dạ được. Được. Không ăn hiếp chị nghe. Dạ không. Nói vài câu với em làm quen, nhiều khi mai mốt là hai chị em ở nhà chơi chung nhau nhiều hơn. Dạ. Với chồng á. Dạ, chào em, hôm nay thì được gặp em ở đây thì chị rất là vui. Rất mong sau chương trình này thì chị em mình có thể giao lưu và nói chuyện ở ngoài nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Dạ. Em. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên để cho hai bạn gặp mặt đi ha. Quan trọng là hai bạn thôi. Nào, kéo màn. Rồi, chúng ta trò chuyện đi. Chào em. Thì hôm nay anh đến đây, anh thấy đầu tiên anh thấy em xinh lắm. Dạ, cảm ơn anh ạ. Tâm hồn của anh rất là sáng sáng. Dạ. Và công việc của anh là nó như thế. Thực sự ra những cái người trong ngành nghề của anh cũng đều mong muốn một cái người phụ nữ ấy, người ta quan tâm chăm sóc gia đình nè, nhưng mà người ta phải chấp nhận một cái giai đoạn đầu của gia đình nó hơi bị sống xa một tí xíu. Anh có thể cố gắng thu xếp trong thời gian rảnh rỗi một tuần về hai lần được. À, thì thường thường thì anh đi nhiều không ạ? Nếu một tháng ạ? Thường ấy, anh đi không nhiều đâu em. Dạ, nhưng mà cái công việc của anh thì nó là nó xa, nó không ở cho thầy Sài Gòn.
Nếu về kế hoạch thì đi chơi thì em yên tâm là anh cũng cũng không có bế tắc đâu. À, có thể là đi chơi là cũng phong phú và đa dạng đó em. Dạ em cảm ơn. Cho nên là mình hẹn hò thì mình đi chơi thì anh nói luôn là anh sẽ rất làm cho em vui. Dạ. Em thấy sao tà lâm vậy? Nhỏ gì rung quá anh chị, trời ơi cái gì người đẹp như vậy. Đi chơi mà phong phú đa dạng là ví dụ là đi đâu, ví dụ làm gì cụ thể thôi. Ví dụ mình đi nói chuyện này, rồi đi dạo này, rồi đi cà phê này, đi ăn uống này, rồi đi xem phim này, đi nói rất nhiều. Đi xa vậy rồi quản lý kinh tế là ai lo, tiền bạc ai giữ? Em có hay giữ tiền không ạ? Nếu mà anh cho em giữ thì em giữ ạ. Đầu tiên là mình phải tự giác trước. À, chứ sau đó mà nếu mà thấy phát hiện ra là cũng bắt buộc luôn. Cái đấy là mệt á. Thôi, hết thời gian. Đó, bây giờ mọi người cảm nhận đây là chuyện hết sức là hệ trọng đến cuộc đời của mình. Tôi báo trước là bấm nút là chúng ta phải hôn nhau đó nha. Nụ hôn đầu đời đó nha, suy nghĩ kỹ nha. Nhưng mà nút ở đâu ạ? Tự tìm đi, tìm vợ, tự tìm nút đi. Nút tàu mà còn tìm được mà. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau và hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ không có. Dạ hôn thì thôi. Thiệt chứ sao không thiệt rồi. Không có tụi em không có hôn đâu. Thì bây giờ anh sẽ hôn ha. Anh sẽ hôn ha. Không hả? Hai tay cho chắc ha. Không. Bắt tay nha. Không, nắm tay kéo lại gần nó như mấy hơi dễ. Rồi như vậy đúng không? Em muốn làm gì em làm. Thôi anh không đúng. Thôi đâu mà phải. Đây là những chiếc vé xem phim tặng bạn. Các bạn hôn nhau để kỷ niệm ngày gặp mặt thôi. Nhưng tôi cũng không được một cái gì trong đây hết. Chúng tôi muốn các bạn kết nối chặt hơn thôi. Đây là chiếc thẻ DCB đến từ Nhật Bản, thẻ thanh toán quốc tế. Các bạn có thể vừa xem phim vừa mua sắm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Và đây, hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân thì sẽ được một cái suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Rồi, chúc hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi. Không thích cái gì nữa nói đi. Không bạn, không đòi hỏi. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai thưa quý vị. Hả Mang. Mời bạn Nam. Mời bạn Nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường, cùng chào quý vị khán giả trường quay. Tên em là Hoan, em đến từ Nghệ An. Nghề nghiệp của em là kỹ sư công nghệ thông tin. Hiện tại em đang công tác, làm việc tại Đồng Nai. Bao nhiêu tuổi Hoan? Em năm nay 31 tuổi chị ạ. Rồi, mời bạn Nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn bên đó. Em tên là Diễm Hương. Em năm nay 29 tuổi, hiện là nhân viên mua hàng. Mình làm việc ở đâu? Em làm việc ở Đồng Nai luôn chị. Quê mình ở đâu? Dạ, Xuân Lộc, Đồng Nai. Là coi như gần nhau đấy. Rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn. Về tính cách thì là em là người có cá tính, vui vẻ và thẳng tính. Còn về sở trường thì đam mê kinh doanh và làm đẹp. Tóm gọn hai cái đó lại là mê tiền. Mê tiền. Tiền ai cũng mê hết trơn. Dạ. Nhược điểm của em thì là vì đôi khi em thẳng tính quá. Và hơi đôi khi nhiều khi cũng nóng tính, thành ra là khó tính. Cũng là một nguyên nhân mà tới giờ vẫn chưa có tìm được người phù hợp. Nhưng mà mình trải qua được mối tình nào chưa? Em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất cũng được 5 năm. Và mối tình thứ hai thì cũng được gần 2 năm. Rồi bạn trai nghe những chia sẻ bạn gái thì mình thấy như thế nào? Cái suy nghĩ của em là giống anh rồi á. Mọi người nhận xét anh là hơi khó tính. Nhưng mà anh thấy anh là xấu tính.
Tại vì anh đôi khi anh dễ nổi nóng nhưng mà anh lại nhanh, rất là nhanh quên. Nhưng mà hai người nóng tính hết trơn, vậy thì nếu mà nóng tính ai nhường ai? Thì cái đó trong cuộc sống mình phải nhường nhịn nhau chứ anh. Bạn bên kia có hai mối tình rất là dài, còn bạn có mấy mối tình? Ngày xưa đi học cấp 3 thì yêu nhiều lắm nhưng mà toàn yêu đơn phương. Rồi. Nhưng mà mối tình thực sự thì cách đây khoảng một năm á, em khoảng yêu khoảng nửa năm rồi sau đó hai người không hợp nhau chia tay. Bạn trai mình đặt ra tiêu chí tìm bạn gái như thế nào? Với em thì em thích người phụ nữ thông minh, cá tính một chút. Ngoại hình thế nào? Ngoại hình thì xinh đẹp chút là được ạ. Từ xinh đẹp nó hơi rộng ha. Cỡ Ngọc Trinh không anh? Không em, anh không yêu cầu cao vậy đâu. Bạn gái mình có đặt ra tiêu chuẩn như thế nào không? Về ngoại hình đó thì chỉ cao 1m65 trở lên là được. Nhìn về bên ngoài thì có hơi mạnh mẽ. Về tính cách thì là em thích người hiền thôi, vui tính, nói ít thôi, có lập trường, có chính kiến của mình. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai gia trưởng, bê bối, không thích hút thuốc. Bạn trai có hút thuốc không em? Em không có hút thuốc gì ạ. Bên đây không có nói nhiều rồi đó. Có gia trưởng không? Không ạ. Rồi bạn trai không thích gì ở bạn gái? Em chỉ không thích phụ nữ hay cằn nhằn, nói nhiều nữa, lượm thuộm. Lượm thuộm. Vâng. Bên đây không thích, bên kia bê bối, bên kia không thích, bên đây lượm thuộm. Hai người này chắc kỹ tính lắm ạ. Bây giờ bà mối qua coi không, hồi nãy hôm qua trước khi qua coi nãy em còn tính nói thêm cái gì nữa đó, không thích cái gì nữa nói đi. Không có bà, không đầu hói. Cái gì sao tự nhiên ở dưới khán giả không cái vậy? Chuyện gì đâu rồi cái màn tôi nghe tôi quýnh quá mất tiêu cái màn rồi. Ôi chào chị Cát Tường xin chào. Không biết vậy là sao? Ví dụ không thích đầu hói đó thì giờ làm sao? Ai biết. Coi coi. Anh không biết là sao em biết? Em hỏi gì? Hả? Em hỏi á. 30 là lớn rồi, mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Em 31 rồi á. 31 rồi là phải có cái gì chắc chắn chứ. Thì bây giờ nghề nghiệp của em là như vậy rồi thì em xác định là định cư ở trong này khoảng 1 năm, nửa năm gì đó thì mình có thể cưới được. Vậy đi. Dạ em chào anh. Chào cô gái thân mến. Dạo này ông Mai bà mối khó tánh lắm nha. Cái chứ. Vụ gì mà người ta hói đầu không thích. Vụ này tôi căng lắm. Bây giờ yêu thương nhau hết lòng, ta chăm sóc, ta đủ thứ hết trơn. Rồi tự nhiên ta hói đầu không thích người ta. Hói ít thôi anh. Hói nhiều rồi sao? Hói nhiều em không chịu đâu. Kỳ lạ đó. Phụ nữ không thích hói đầu. Ủa mà anh mới nói bị hói hả anh? Ai biết. Nhưng mà giờ theo em thôi. Sao gọi là hói? Tự nhiên anh Nguyễn Linh vậy là hói hả? Ừ, anh có hói không? Dạ không, anh là chán cao. Vậy được rồi. Được, vậy cũng được. Không đến nổi. Giống giống như anh vậy. Hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái với lại bạn đồng nghiệp. Em ruột hả? Dạ em họ. Rồi. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyên Linh ạ. Rồi chào em. Em là Hà, em gái của chị Hương ạ. Hà nhận xét anh trai bên kia sao ạ? Ảnh tráng khá cao, khá thông minh đó Hương ạ. Còn về tính cách thì có vẻ anh chị phải nói chuyện với nhau khá nhiều thì sẽ hiểu rõ nhau hơn. Còn với những gì nãy giờ em nghe thì cái cảm nhận của em thì cũng có hợp được một chút chút với chị em nhưng mà không quá nhiều. Em sẽ hết à. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Em đi với Dược của em và chị đồng nghiệp và các em. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì nói chung nhìn qua thì thấy hai cháu là cũng thấy thiên thời địa lợi. Vì nói chung đang ở Đồng Nai với nhau cho nên là cơ hội mà mình gặp nhau thì nó dễ hơn. Còn cái vấn đề sau đó thì tự hai cháu tìm hiểu. Nếu mà tình hình mà thấy phải duyên phải số thì nó vô lấy nhau. Còn cái vấn đề mà những cái ưu điểm hay nhược điểm thì nói chung là ai cũng có. Nhưng mà trong vấn đề về mình mà tìm hiểu rồi mình chung sống với nhau thì mình thông cảm chia sẻ thì nó bền vững hơn. Mong hai cháu làm sao mà bấm cái đùng cái là cho nó hội trường vui vẻ mới vậy thôi. Yeah, cảm ơn Dượng. Kéo màn. Rồi chúng ta có cơ hội 2 phút để trò chuyện với nhau bạn. Dạ, chào em. Em thấy ai sao? Bất ngờ ạ? À? Dạ. Quan trọng nhất cái vụ tráng cao đi. Nhìn anh có duyên ạ. Hiện tại là anh đang công tác ở Đồng Nai nhưng mà ở Đồng Nai là ở đâu anh hả? Anh ở khu công tác ở khu nghiệp Tam Phước á. Anh làm công tác ở đó được bao lâu rồi anh? Anh làm được 5 năm rồi. Lâu, khá lâu. Hiện tại thì là em ở quận 9. Còn em đang làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê ở Xuân Lộc. Dạ. Thì nếu như mà mình hẹn hò thì như thế nào? Thì mình mà hẹn hò thì tình yêu thì
Như nào? ý là hiện tại là em đang ở quận 9, anh ở Tam Phước. Thì thật ra Tam Phước với quận 9 nó cũng khá xa đó. Thì mình có tay có chân mà mình có xe có cồn mình phải đi được cho em. Mà một tuần mình đi mình gặp nhau được mấy hôm? Thì nhưng mà em giờ làm việc của em là như thế nào? Hiện tại là thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Anh thì nghỉ chủ nhật, còn làm từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Nếu mà em muốn hẹn hò thời gian nào trong chủ nhật hoặc tối thứ bảy thì anh cũng đi được. Nói chung là anh sắp xếp được. Đúng rồi. Tất cả buổi tối em muốn lúc nào anh đi lúc đó. Thôi giờ mình nói một câu chốt lại đi. Mình nói về cảm nhận của mình cảm nhận thôi. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là người cũng xinh xắn, cao. Anh thích phụ nữ cao đâu. Nghe em nói là em cũng rất là cá tính và là người cầu tiến, chăm chỉ chịu khó. Anh muốn nói với em là nếu như mình có hẹn hò với nhau thì sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thật ra lần đầu gặp anh á thì em nhìn qua anh nói chuyện chia sẻ thì em cũng thấy là anh cũng là người cũng sâu sắc, chắc cũng khó tính giống như em, mà hy vọng là sẽ một bên khó tính một chút thôi để cho nó dịu bớt lại, chứ nếu mà ai cũng khó tính nhiều quá thì là đâm ra là sẽ giống như nước với lửa. Cái đó thì trong cuộc sống mình phải tùy biến thôi em. Dạ. Chứ mình không phải cố hữu một riêng của mình được. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ quyết định. Tôi xin báo trước, nếu các bạn đồng ý bấm nút, các bạn phải hôn nhau. Nếu các bạn không hôn nhau được thì đừng bấm nút. Rất có quy định là hôn ở đâu không anh, hay là chỉ là hôn từ đây trở lên? Nhiều khi á mình cũng bực mình là hơi làm màu á, thật sự luôn á. Có những cô gái cái gì đâu hôn má hôn trán tí có gì đâu, đơn giản quá mà. Bạn bè cũng có thể hôn nhau mà má có sao đâu. Nhưng mà Việt Nam có truyền thống là hôn bên ngoài là xấu hổ, nhưng mà toàn hôn trong bụi thôi anh. Đúng rồi đó. Đó, bạn nói hay đấy. Nên là ở đây đông người chính có thể ngại hôn anh. Hôn trước bao nhiêu người đó là nụ hôn rất là trong sáng, rất là chân tình, rất là ý nghĩa. Ý nghĩa. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Giật mình. Mẹ. Nó làm tôi hết hồn mà. Nắm chặt tay trước. Đây đây. Có gì đâu, rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ rất đơn giản. Đây tôi, Cát Tường đây. Đấy, hai anh em cũng thể ôm nhau. Đó, bình thường. Quá thường. Em cũng muốn hôn lắm nhưng mà sợ người ta có thể hôn thôi. Trên trán, hôn trên má, những cái hôn rất là nó trong sáng mà. Đây gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản như CB, trị giá 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, hạnh phúc nhân đôi, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng của áo cưới Milan. Chúc hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi nhé. Nắm tay thật chặt, ôm hoa. Rồi. Vâng, em xin cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Rồi, dẫn về Quỳnh Lưu đi. Điều đừng có dẫn ra bụi nha. Vâng, vâng. Đất 20 cái. Đất 20 cái. 20 cái. Khỏe nha. 21, bonus luôn. Bonus cái. Chết cha rồi, chắc có bầu hay sao mà nhịp đập tới hai mặt dữ vậy. Để xem ngày hôm nay thì nhà hàng sẽ chuẩn bị món ăn gì cho hai người tham gia chương trình đây. Và chào em trai. Hello em. Ê, dạ. Chưa có được mở đâu cưng. Mới có mình chị Tường. Dạ, chưa có bạn gái. Giờ đợi xíu ha, chị Tường ra dẫn bạn gái em vô nha. Rồi, mời em gái. Tôi giống nắm tay cô dâu dắt vô thánh đường quá mà cô dâu bị bịt mắt. Rồi, ngồi ghế đi cưng. Mời hai bạn mở mặt nạ thì chị giúp cho. À, chị Tường chào hai bạn. Em xin chào chị Cát Tường. Bạn trai hãy giới thiệu trước về tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Dạ, em xin giới thiệu, em là Đỗ Duy Khánh. Em sinh năm 1993. Hiện giờ em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên kỹ sư điện, quê em ở Quảng Ngãi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Thủy ạ.
Em cũng 26 tuổi. Công việc của em là trưởng của một bộ phận chăm sóc khách hàng và quản lý lớp học ở trung tâm Anh ngữ. Quê mình ở đâu em? Dạ em ở Đồng Nai chị. Em làm ở Phú Nhuận á chị. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là không uống rượu bia, không hút thuốc, biết chăm lo cho gia đình, biết suy nghĩ cho người khác. Điểm yếu? Còn điểm yếu của em là hay lười, nhiều như lười làm việc nhà, lười ăn, lười ngủ. Lười ăn, lười ngủ luôn? Nhưng mà đi chơi thì em không lười. Trời đất ơi, em đang sống với ai? Em đang sống với em trai. Chà, chắc cái nhà cũng hơi bề bộn ha. Em làm nhưng mà làm không lười. Đi chơi thì không mệt. Dạ. Uống ngủ sao làm biếng, lên giường nằm ngủ thì khỏe chứ tôi nghe chưa nghe ai nói làm biếng ngủ hết trơn nha. Làm miếng ăn thì có mà chưa có nghe làm biếng ngủ. Dạ khi mà em buồn ngủ lắm em mới buồn ngủ thôi chứ còn khi mà không buồn ngủ thì em kiếm cái này cái kia em học hỏi. Rồi bạn gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hiếu thảo và trách nhiệm ạ. Điểm yếu của em là em không có nhớ đường á chị, ví dụ như là em lên đây 8 năm nhưng mà em đi đường không có biết nhiều đường. Lộn lùm lum ha. Dạ. Gái mà, bởi vì dạ. Mình mới cần một cái người đưa đón hay là chăm sóc mình đúng không nè. Dạ. Về tình duyên thì em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại là em chưa có mối tình chính thức nào hết chị. 26 năm chưa có mối tình chính thức nào? Tại vì á là từ nhỏ là em đi học là em chỉ biết học thôi. Xong rồi là đi làm thì cũng tập trung vào việc làm á. Thì trong quá trình đó thì vẫn có các bạn, nói chung là cũng có những cái vệ tinh xung quanh à. Nhưng mà em chưa có nghĩ tới. Thế còn em, tình trường sao? Dạ em có một mối tình. Một mối tình, bao lâu? Một mối tình khoảng nửa năm á chị. Cứ cắm đầu học rồi cứ mọi người thích mình nữa, mình cũng không để ý. Lo học đó. Không à? Đến khi mà mình ra trường rồi mình có về việc rồi xong cái người ta đi lấy chồng hết rồi cho nên đó. Vậy thì cái mối tình nó đầu quen rồi nào? Mối tình đó là lúc là em qua nhà anh rể em chơi. Cũng chưa sâu đậm gì lắm đúng không? Dạ đúng rồi, đó, trong quá trình tìm hiểu. Thế mẫu người mà bạn trai em đang tìm kiếm là như thế nào? Mẫu lý tưởng của em hả chị? Không gia trưởng, không người miền Bắc. Chưa, Quảng Ngãi chưa có ra tới Bắc. Miền Trung. Miền Trung, được. Lớn tuổi hơn em. Thôi thật ra tuổi tác nó cũng không quan trọng. Tôi này còn quen người nhỏ hơn không à. Buồn quá, tôi cũng muốn quen người lớn tuổi hơn là đâu có đâu. Kệ em ơi, mình cùng chung tuổi tác, mình cùng chung suy nghĩ, mình cùng chung cái tư duy, cùng chung sở thích, đam mê, cùng chung sức khỏe. Nó nhiều thứ nó ok lắm. Người đàn ông của gia đình, đừng ốm quá, không có hô. Mắt không có nhỏ quá. Mắt không nhỏ quá. Dạng như chú Nguyên Linh là được á chị. À. Dạ. Tôi không biết. Còn em, mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là xinh xinh một chút. Về trình độ học vấn thì cũng có hiểu biết một chút là được. Có hiểu biết chút là được. Bữa nay đi làm trong trường. Còn công việc thì làm nhưng mà phải có thời gian để lo cho gia đình chút chứ không phải là lo đi làm. Thời buổi bây giờ là phải có tiếng Anh giao tiếp nè. Bạn gái tiếng Anh là giỏi nè. Mình biết tiếng Anh không? Em đang đi học tiếng Anh, học được 2 tuần. Nhưng mà em nghe em hiểu nhưng mà em có ít có nói rồi, được lắm. Phải không? Đâu em nói thử vài câu coi bạn này có hiểu gì không? Nói mấy câu dễ dễ. Nói mấy câu dễ dễ, ta mới học tiếng Anh có 2 tuần à. Nice to meet you. How old are you? Please. Can you tell me how old are you? Nice to meet you là hiểu. Sau đó hết hiểu. Còn how gì em nói. How gì nói lớn lên cho anh nghe nè. How old are you? How old are you? How old spell that? Đánh dần. Can you repeat please? Can you spell? How old? It means your age. Là gì? Bạn có cố gắng không như thế nào? Cố gắng cái gì? Tôi không thấy có chữ nào cố gắng cái chữ trơn. Trai là tuổi à? Đúng rồi đó chị. Cái ý nghĩa là vậy đó. Em dạ. Hỏi là how old are you à? Nhưng mà người ta phát âm chuẩn nó vậy đó. I'm 26. Dạ. Thôi bây giờ vậy nè, hai mình mướn cổ về dạy tiếng Anh, hai mình share tiền học chung. Nhưng mà tôi thấy chị giỏi hơn em đó. Chị là đi quốc tế rồi, em chị giỏi hơn em rồi. Em mới học cái danh từ. Thôi hai mình đăng ký học cô giáo này được không? Ổn không? Dạ ổn. Ổn ha. Dạ. Rồi thôi ok, cái đó mình tính sau đi. Để mình chơi cái trò nhìn hình đoán chữ coi nè. Có ảnh đó chồng á. Kiếm đi. Rồi tấm này mờ quá đâu có thấy. Chủ đạo là tấm này nè. Kiếm cổ đi, tấm sau nhỏ quá không thấy đâu. Em chọn này, ai? Anh này. Lý do sao chọn anh đó? Dạ hai cái giống nhau. À hai cái giống nhau. Dạ. Rồi để xem coi cảm nhận của người phụ nữ hôm nay có đúng không nha. Em vâng ạ.
tại sao chọn bạn đó? Hai cái giống nhau. Bây giờ Cát Tường xin mời quý vị chúng ta hãy đón xem cái giây phút này, mở cửa trái tim ra xem ai sẽ là người đoán đúng và ai là người đoán sai nha. 1, 2, 3. Anh chào em. Anh có bó hoa tặng em. Cảm ơn. Bó hoa hồng rất đẹp. Dạ em có món quà tặng anh. Dạ anh cảm, cảm ơn em. Là cái gì đó cưng? Dạ đó là một cuốn sổ á chị. Mở ra xem dạ. Thử đi. Có ý nghĩa gì không? Dạ cuốn sổ chắc để em ghi tiếng Anh. Hả? Cuốn sổ đấy. Người ta tặng cuốn tập mới ghi tiếng Anh. Đúng rồi chị, cuốn sổ đó ghi tiếng Anh đó chị. Ủa vậy đúng hả? Ghi từ vận đúng. Cái đó là mình để học ghi từ vận dạ, đó chị. Dạ đúng đúng. Thì đoán đúng có thưởng. Dạ. Nếu vậy là mình có du di cái vụ mà đoán sai không? Dạ không. Đoán sai em rồi đó. Đoán cái cô này nè. Rồi giờ bị phạt gì đây? Dạ hết đất 20 cái. Hết đất 20 cái. 20 cái. Cái gì tự nhiên rò nách? Ta kêu hết đất rồi rò nách. Nhức nhức nách quá. Thôi để anh thực hiện hình phạt. Xây qua đó. Đó trên đó đó. Rồi xéo xéo qua. Ok. Kỹ sư điện không có ăn nhậu. Đếm đi cưng. 1, 2 cái có nổi không? Thì vô thắm đầu nhẹ lắm. 16. Cố lên. 17 18. 19. 20. Khỏe nha. 21. Bonus luôn. Bonus cái. Bonus cái. Trời ơi tướng body ngon nha. Trời ơi đâu đưa tay tôi bắt mạch cái coi nè. Chết cha rồi. Chắc có bầu hay sao mà nhịp đập tới hai mạch dữ vậy. Không ổn định ổn định. Khỏe. Sao bắt ta hít đất vậy? Kiểm tra năng lực sức khỏe chị. Thấy hài lòng không? Dạ cũng được. Cũng được. Bây giờ nóng trong người rồi nha. Tự tin lên. Tự có tin những cái gì quan điểm tình yêu hôn nhân gia đình. Cái gì đó cứ thông, cứ nói chuyện với nhau hết. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hòn Đất. Chà một bữa cơm mà rất là ấm cúng nha. Cá diêu hồng, chiên sả ớt, canh chua tôm và rau móp xào tép. Trời ơi. Vừa ăn uống vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Tự nhiên lên nha hai đứa nha. Một dạ. Chị ra ngoài một chút xíu chị quay vô liền. Tự tin nha. Rồi chúc hai bạn thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Rồi chào em đến múc cơm. Sao em thấy anh dạ, thế nào? Dạ em một muỗng là được rồi anh. Dạ. Em thấy anh thế nào em? Cho dạ, cho anh được. Cái, cho anh cái nhận xét đi. À rồi cảm ơn anh. Rồi. Nhà anh có mấy anh chị em? Nhà anh có 4 người. Chị lấy chồng rồi còn anh với thằng em. Em của anh thì học ở ra trường mới ra trường. Là mình làm ở đây lâu chưa anh? Anh làm ở đây từ khi ra trường mới tới bây giờ luôn á. Là hiện giờ mình làm ở đâu? Anh làm ở Bình Chánh á. Ví dụ như là khi mà mình quen nhau ấy, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật thì cái đặc thù công việc của em là sẽ làm và chỉ nghỉ thứ hai thôi. Trong tuần á, thì sẽ làm từ thứ ba cho tới thứ sáu, toàn là buổi tối thôi. Thì anh có sắp xếp được thời gian hẹn với em không? Buổi tối, nếu mà buổi tối mấy giờ em làm xong? 9 giờ em mới làm xong, à, nhiều lúc là 9 rưỡi nữa. Vậy thì anh có thể hy sinh, anh đỡ. Vì sao không? Anh làm là giờ hành chính thôi, từ 7 giờ rưỡi tới 5 giờ chiều. Có nghĩa là chủ trong tuần á, thì chỉ có hẹn được ngày thứ hai thôi. Còn thứ bảy chủ nhật á, thì em bận. Mời em. À mời anh. Anh có thích ăn cá không? Anh ở quê anh ăn cá, mẹ anh gửi cá cho nhiều lắm. Vậy hả? Ừ. Ăn không bữa nào anh qua anh gửi qua em. Em thì cũng thích ăn cá lắm. Mà em bình thường á không có ăn cơm. Không ăn cơm à? Ừ, em không ăn cơm đâu, em ăn rau với là chủ yếu là yến mạch và rau thôi. Ăn cơm sợ buồn ngủ quá sao không ăn cơm? Tại vì ăn cơm sợ mập. Dữ vậy? Anh thấy anh mập không? Em thấy anh thấy em cũng vừa người. Là nếu như mà mình đến được với nhau á thì có phải làm dâu không anh? Thời buổi này á em đừng có suy nghĩ là có làm dâu hay không, mà mình phải biết suy nghĩ cho người khác. Khi mà người ta muốn mình làm dâu ấy, thì mình cũng làm dâu, mà khi mà mình muốn sống theo cái tính là thích sống tự do. Ờ, thích làm sống tự do. Là khi mà em về nhà anh thì em với lòng tròn vẫn phận dâu, còn khi mà em hai đứa mình ở riêng ấy, thì mình ở riêng thôi. À, mình cưới nhau ví dụ vậy thì mình sẽ ở trọ trên này hay là về quê luôn? Khi mà mình cưới nhau á thì mình ở cái công việc của mình ở đâu, ví dụ như anh ở Sài Gòn thì mình làm ở Sài Gòn, về quê làm á thì mình cũng xây một cái nhà riêng, mình ở riêng chứ mình không ở chung. Nếu mà ở quê thì ở quê cũng là ở mình riêng. Ở chung với ba mẹ. Còn nếu như không, mà ở đây nếu mà ở quê thì cũng ở riêng, còn nếu mà ở đây thì mình cũng ở riêng, không có ở chung với ba mẹ. Ủa không ở chung vậy chứ mình có nhà riêng hả? Ở kề ba mẹ thôi chứ không có ở chung nhà. Ủa là mình có hai căn nhà kế bên nhau hả hay sao? Em chưa có hiểu. Công việc của anh với em ở Sài Gòn đúng không? Thì mình sẽ
cố gắng kiếm tiền mua nhà ở Sài Gòn, không có ở chung với ba mẹ. Khi mà muốn chăm sóc thì qua chăm sóc. Ý là mình ở riêng nhưng mà hiện tại là mình chưa có nhà riêng để ở. Đúng rồi. Anh đã có những kế hoạch cho mình nhất định chưa? Ví dụ như là mình ở đâu, nhà mình như thế nào, hay là mình sẽ ở trọ? Nửa năm sau là anh có kế hoạch là mua nhà phố đó. Mua nhà phố ở. Vậy giờ tiết kiệm được chưa? Giờ anh tiết kiệm được ít rồi. Đó. Rồi có thể bật mí là tiết kiệm được bao nhiêu chưa? Gia đình anh cung cấp thêm ít nữa là anh mua nhà phố. Ok, rồi nếu mà bật mí không lẽ bây giờ anh đưa tài khoản cho anh xem. Vậy ví dụ như là bây giờ mình lập gia đình ha, thì vợ của anh có đưa tiền hết cho vợ của anh không? Hay là anh sẽ tính như thế nào? Khi nào mà anh với em cưới nhau á là anh sẽ đưa tiền hết cho em. Đưa hết luôn, không giữ lại cho mình mảnh miếng nào luôn. Thì cũng phải giữ lại một ít để tiêu xài. Em rất là quan điểm rất là rõ ràng, có nghĩa là em sẽ không bao giờ giữ tiền kết hết của anh đâu. Tiền của anh 10 phần thì em vẫn chưa cho anh 3 phần. Anh có thể làm những cái việc gì của anh. Vậy thì cảm ơn em. 3 phần là nhiều rồi, bớt lại đi, 2 phần thôi. Em hào phóng lắm chị. Nói giỡn thôi, thật sự tiền bạc ai quản lý không quan trọng. Quan trọng là mình chi tiêu và mình tin tưởng nhau như thế nào. Thấy có vẻ bị hỏi giờ, không, không hỏi được cái gì. Nãy giờ chị bạn hỏi liên tục. Rồi bây giờ tới, thì ra đây chị thấy em bị... Dạ, không em chưa được. Hỏi được câu nào. Bây giờ em hỏi đi. Em mẫu người lý tưởng của em gì? Thì hồi nãy như chị Cát Tường có hỏi em rồi đó, em có chia sẻ rồi. Người đàn ông có trách nhiệm và chững chạc, có thể lo lắng được cho gia đình, có công ăn việc làm ổn định, nên như vậy là được rồi. Có công ăn việc làm ổn định. Vậy mà nãy đời em mua nhà. Ôi, thì có công ăn việc làm ổn định thì phải tương lai phải hướng tới việc mua nhà, phải an cư mới lạc nghiệp chứ sao. Dạ đúng rồi. Nói chung á, đây cũng là một cái đôi trẻ mà Tường thấy là Tường đỡ phải cực khổ nè. Các bạn ấy rất mạnh dạn, tử tế và rất là hiện đại, có thể trao đổi thẳng thắn với nhau như vậy. Rồi bây giờ Tường sẽ cho các bạn chơi thêm một cái mini game nhỏ nhỏ nha. Mời em trai rút trước hay đọc lớn cái yêu cầu trong này. Rồi đọc lớn lên. Xin phép nắm tay và nói một câu hay hát vài câu tỏ tình lãng mạn. Là bạn nữ phải làm hay là em làm? Em nghĩ là này, bạn nữ làm với em hợp hơn hay là em làm với bạn nữ hợp hơn? Em làm. Nói hoặc hát cái nào hay hơn thì mình cứ làm. Cho anh xin nắm tay em mời em hát một câu. Không cần em đứng dậy không? Tùy em, lòng hảo tâm của em. Dạ. Anh vẫn đang tìm kiếm nắm tay một làn mi cong, một vòng tay ấm áp, chợt thức giấc ngủ dậy và thấy em không bên ai, thì ra anh đã mơ về em. Làng mây đưa lối tiếng bước anh trên con đường mới, biết không người ơi, từng ngày anh mong nhớ. Thấy được gì? Cảm xúc em sao? Cảm xúc em thì bạn ấy cũng do bạn ấy là cô giáo á, cho nên bạn ấy cũng là chững chạc, cho nên từ cái cách nói chuyện cho tới cái tất cả đều chuẩn mực quá, giống như là một cô giáo luôn. Sao học trò nắm tay mình hát không nhìn mặt người ta dữ chơi vậy? Em ngại á chị. Không nhìn sao cảm nhận được cảm xúc? Dạ em cảm nhận bằng trái tim á chị. Thì em thấy được gì không? Dạ có đập. Có đập chứ không lẽ không đập tắt thở. Rồi bây giờ mời em gái. Em chọn màu xanh. Rồi chọn màu xanh, đọc lớn lên em. Nêu cảm nhận thật lòng về người đối diện, điểm nào bạn không thích ở đối phương? Thì thấy bạn trai hiền, chân thành, khỏe. Khỏe. Điểm nào bạn không thích ở đối phương? Điểm không thích nhất của em suy nghĩ thôi á, là bạn chưa có... Tại vì những câu hỏi của em rất là chi tiết, cho nên là em cần bạn trả lời chi tiết và rõ ràng luôn. Lòng vòng nó làm em khó hiểu. Mua nhà hay gì đó, thật ra em đâu có yêu cầu bạn mua nhà đâu, mà em chỉ hỏi là lập gia đình thì sẽ ở trọ hay là ở nhà của mình. Nhưng mà bạn lại suy nghĩ vòng vòng sao á, rồi trả lời, rồi dẫn tới là hiểu lầm luôn. Đó giờ chắc ít ai hỏi mấy câu đó, cho nên người ta ngại, cái rồi người ta bị lúng túng. Gặp cô gái, gặp cô giáo nữa, người ta bị khớp. Thật ra em cũng không phải là cô giáo quá chững chạc gì đâu anh. Tụi em làm bên trung tâm Anh ngữ á, cho nên là rất là phương Tây rồi. Có nghĩa là mình rất là mở lòng và mình không có giống như là cô giáo mà như ngày xưa của mình. Nó là anh sẽ cố gắng để có một cái chỗ ở ổn định. Khi mà mình nói ra điều gì đó, thì mình phải huy động. Mà nói được là phải làm được, cho nên người này có trách nhiệm. Có gì ta được ta mới dám nói, cho nên khi hỏi người ta bị chế với, ta phải có cái lập trình suy nghĩ. Suy nghĩ để anh nói ra chứ mà nói mà làm được thì cũng hơi ngại. Không vấn đề gì hết. Yeah. Chờ tiếp không? Chờ tiếp đi chị. Tiếp đi ha. Dạ. Em trước nè, ưu tiên lại em trước. Dạ, vậy thôi em chọn màu xanh tiếp đi.
Rồi. Theo bạn, nụ hôn tình yêu khác biệt thế nào so với nụ hôn tình bạn? Em trả lời. Em trả lời đi. Nụ hôn tình yêu thì đương nhiên là nó phải hạnh phúc hơn nụ hôn tình. Mà nụ hôn không bao giờ mà có nụ hôn tình bạn. Có chứ, mình hôn má nè. Mình thương nhau thì mình có thể thể hiện được cái cảm xúc đó. Thôi nụ hôn xã giao. Dạ. Nụ hôn tình yêu thì nó thể hiện một cái hạnh phúc mà đó mà nó riêng tư hơn. Tình bạn á thì nó thể hiện một cái ấm áp, hạnh phúc. Rồi tới em, móc lên nằm móc, đọc lớn lên. Nếu người yêu thích hôn nhau ở nơi đông người để thể hiện tình cảm, bạn có đồng ý không? Vì sao? Nếu như mà người yêu yêu cầu là hôn nhau trước chỗ đông người thì hôn nhau ở chỗ nào? Ví dụ đi xem phim. Không, ý em là hôn nhau ở công viên, công viên nào? Công viên hay xem phim hay à, em muốn hôn ở bộ phận nào? Em muốn hôn ở bộ phận nào? Thì em thích hôn chỗ nào em hôn. Nếu mà nơi đông người thì em là hôn má. Hôn má. Nếu mà vắng vắng á, công viên mà vắng 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 á thì em hôn môi. Rồi, trả lời đi. Là mình là người phương Đông. Cho nên rằng là tùy vào cái mức độ mà mình quen biết nhau như thế nào. Người yêu đó, bây giờ người yêu đó là thân thiết rồi ấy, thì mình cũng nên giữ khẽ. Tụi em làm bên trung tâm Anh ngữ á, cho nên là rất là phương Tây rồi. Có nghĩa là mình rất là mở lòng. Yêu thân thiết rồi còn giữ khẽ cái gì nữa. Tôi đi ăn với bạn trai tôi hả, mà bạn trai tôi không để ý tới tôi hả, mà cách 10 phút không hung tôi cái tôi giận, tôi đứng dậy tôi về. Thì hôn má không thì được chị. Thì người ta nói chỗ đông người hôn má, còn công viên vắng vẻ người ta hôn môi. Có hai đứa thì người ta hôn môi. Thấy bạn gái mình gì dễ thương quá thì bạn trai hôn lên má bạn gái cái thì người ta nhìn kệ người ta, vậy được không? Dạ được. Được, có gì chị thấy dễ thương mà. Rồi ví dụ giờ ra công viên nè, địa qua địa lại vắng vẻ cho anh hôn môi em cái cho. Dạ cho. Đó, có gì đâu. Mỗi bạn sẽ nói một câu cuối cùng để trước khi mình đưa ra quyết định là có bấm nút với nhau hay không. Anh đi làm thì công việc cũng ổn định, nhưng mà khi mà cái công việc của anh á, anh không làm ra được cái đồng tiền nào á, anh lúc anh nghèo khó á, thì em cứ chăm sóc anh không? Một khi mà mình đã là vợ chồng rồi và mình chấp nhận cưới nhau rồi, đến từ cái tình yêu từ hai phía, thì cái người đối phương dù nghèo khó cái cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng nên san sẻ và phụ giúp cho họ, chứ mình đừng có thấy là họ gặp khó khăn mà mình bỏ họ. Đúng rồi. Đang trong quá trình tìm hiểu mà bạn ấy gặp khốn khó thì em sẽ xử lý như thế nào? Nếu như mà trong quá trình mà tìm hiểu nhau, có nghĩa là cái tình cảm giữa hai bên nó như thế nào. Ví dụ, nếu như mà anh với em chỉ ở cái mức độ gọi là trên tình bạn một tí thôi thì mình vẫn là tình bạn. Còn nếu như mà mình đã thật sự gọi là yêu nhau 90 đến 100%, có nghĩa là mình cộng sinh với nhau để phát triển, bởi vì mình có tình yêu với nhau mà. Đúng rồi, anh cũng đồng quan điểm với em là anh cũng muốn tìm một người nào mà chung tình. Tại vì con người của mình á, không ai là toàn diện và không ai khi nào cũng khỏe mạnh và khi nào cũng gặp thuận lợi và may mắn. Đôi lúc là mình hôm nay là mình sẽ thành công nhưng ngày mai mình sẽ thất bại. Hôm nay mình khỏe, ngày mai mình sẽ không khỏe. Mình không thể nào biết trước được, nhưng mà cái đạo đức con người là trên hết. Nếu như mà mình thật sự tốt với đối phương, hai bên tốt lẫn nhau thì người ta sẽ không bao giờ bỏ mình. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm nút nhấn thật mạnh. Nếu không đồng ý bấm nút, lấy tay ra khỏi nút bấm. Ok, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao bạn gái không bấm? Em chưa có cảm nhận được cảm nhận được là trong cái cảm xúc nó có, cho nên là em chưa có bấm. Sự rung động nó rất quan trọng. Tại vì muốn tìm hiểu nhau phải có thời gian. Trân trọng cái cảm xúc của em. Mặc dù chị thấy đây là một chàng trai có vẻ rất có trách nhiệm. Không sao cả. Tại vì trong cuộc sống mà, nó sẽ có rất là muôn mộng muôn vẻ, nó nhiều cung bậc cảm xúc. Tường không muốn hoàn thành vai trò bà mối của mình ngày hôm nay rồi, rất là buồn thưa quý vị. Nhưng mà đó là những cái cung bậc cảm xúc của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Hãy nhấn subscribe để theo dõi kênh quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh My TV. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.
nhà gái mình hãy bước ra đi nào. Mời hai chàng trai nhìn thẳng về phía trước. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần giới thiệu của các nhân vật. Hôm nay mình ưu tiên bên màu xanh do có đổi phong thủy không nè. Mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai phần nữ ở bên kia. Và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương và đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật ở Bình Dương. Trợ lý giám đốc mà nói chuyện rụt rè nhỏ nhỏ vậy. Nói lớn chút coi. Làm việc ở Bình Dương. Nhà ở đâu? Hiện tại em cũng ở cùng gia đình ở Bình Dương. Quê quán ở đâu? Em sinh ra ở Nghệ An. Ở Bình Dương lâu chưa? 12 năm. 12 năm. Em trợ lý giám đốc là em làm gì? Cụ thể là em làm công việc gì? Công việc chính của em là phiên dịch tiếng Nhật. Và ngoài đó là sắp xếp kế hoạch của tiến độ của công ty. Xưa giờ có đi Nhật chưa? Trước đây thì em có đi Nhật 2 năm. Bây giờ hỏi rồi cô gái ngồi ghế màu xanh cho tôi đi. Bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào MC Cát Tường. Xin chào MC Hứa Minh Đạt. Chào hai bạn nam bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trần Thị Phương Quỳnh. Năm nay em 29 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là em làm quản lý điều hành cho Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Đồ Đê Mí. Giáo viên thanh nhạc. Em là quản lý nhưng mà em cũng có dạy. Nhưng mà quê Quỳnh ở đâu Quỳnh? Em quê gốc ở Nha Trang nhưng mà gia đình đã chuyển vào đây sinh sống được 3 năm rồi ạ. Mình làm cái công việc bên đó là lâu chưa? Em cũng làm được 5 năm rồi ạ. Cái trường đó là trường tư hay là trường như thế nào? Dạ, trường đó là của em và em trai em đồng sáng lập. Ủa là làm chủ Học viện Âm nhạc á hả? Là hiệu trưởng, hiệu phó luôn á hả? Ngày hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em đến với em dâu của em. Phúc đi với ai? Em đi với cô Nguyễn, chị gái và bạn học thời đại học. Chị ruột luôn hả em, hả Phúc? Chị ruột luôn. Rồi, bây giờ đến chàng trai ngồi ở ghế bên phải nè, ở ghế màu đỏ nè. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào các bạn khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1982. Sinh sau Minh Đạt một ngày. Trời ơi, biết ngày sinh của Minh Đạt luôn ha. Sinh sau Minh Đạt một ngày. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên với mảng bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha. Đứng lên coi. Ngon. Chắc rồi, ngon, được. Rồi, được. Ui, sao sinh sau tôi mà sao bự hơn tôi vậy? Ta sinh sau ngày mà ta... Ôi, để ý tôi quá à. Quê Tùng ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi, hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương chị. Bữa nay hai chàng trai đều ở Bình Dương hết. Tham gia chương trình có ai đi chung với mình không Tùng? Số là buổi chiều hôm nay em đang có một cái buổi học để thăng hạng bên nhà nước á chị. Nên là cập rập quá nên là em... Cứ vậy là em xin phép thầy cho cái chạy luôn. Ok, không sao, có gì bữa nay chị sẽ làm người nhà của em ha. Chị sẽ tư vấn giúp cho em. Rồi, mời cô gái bên chiếc ghế màu đỏ bên kia. Đừng chờ gì nữa, em tự giới thiệu mình đi. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nam bên kia, cùng toàn thể khán giả trường quay của ngày hôm nay. Em là Phan Thị Yến, năm nay 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc chính của em là làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, điều dưỡng chăm sóc nhi. Mà bệnh viện dạ, gì? Dạ, bệnh viện Gò Vấp luôn. Y tá? Dạ. Điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha. Rồi hôm nay mình đi với đây, đến đây mình có đi chung với người thân của mình không? Dạ có ạ, em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lẫn hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Nhưng không sao nha, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì hết. Có một cái cảm giác hình như... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này không? Là quen hả? Quen hả? Thì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến này ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ em nhìn thấy trong ảnh luôn. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Bạn Yến này có một cái răng khểnh. Có một cái răng khểnh. Phải không? Bạn sai rồi. Có răng khểnh rồi hả? Có hai cái răng khểnh lận. Đúng rồi. Hai cái răng khểnh đúng luôn. Hai cái răng khểnh lận chứ không phải một đâu, cái đâu. Rồi, hai bạn tự hỏi nhau vài thông tin coi có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa. Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chút
buổi sáng, chúc ngủ ngon buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn ý? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Và em có nói một câu là không biết đến khi nào mới gặp được em. Không biết đến khi nào mới gặp được em. Bạn đó có trả lời không? Bạn không trả lời, bạn xem thôi. Phải duyên số mới khớp được vậy. Đúng chứ rồi, rồi. Chứ chương trình đâu có biết là các bạn kết bạn với nhau đâu. Em cũng có một cái điều này muốn tâm sự. Tâm sự? Tức là em chỉ là thấy cái chương trình này là em nghĩ là chương trình offline thôi. Em mới bấm vô em đăng ký, em bụng bụng ngồi em đang bấm vô đăng ký vậy đó. Ai ngờ đó là chương trình online. Rồi có bạn biên tập mới gọi là thuyết phục em tham gia. Thì em nghĩ là chắc đó là cũng là cái duyên. Duyên đúng rồi đó em. Bao nhiêu con người. Em nghe thông tin bạn nói là em cứ ngỡ mà không phải hay không. Dạ. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút xíu. Ủa nó nghe nè, em coi hình của Yến rồi phải không? Ủa, nhưng mà em không biết là bạn Yến phải bệnh. Nhưng mà Yến có coi hình của ảnh chưa? Dạ có rồi, nhưng mà em cũng quên rồi. Sao không? Không có ấn tượng phải không? Cũng có, nhưng mà em cũng... Ủa sao em đọc tin nhắn của tao mà em không trả lời vậy? Ủa nhưng mà chị đâu phải chắc chắn là bạn Yến đó đâu chị. Tôi cứ cho như là phải đi, đọc tin nhắn tao không trả lời. Tại vì đôi lúc em cũng bận nhiều công việc quá. Dạ. Đôi lúc mở ra thì mình cũng chưa kịp trả lời gì đâu. Hơi hờ hững chút xíu ha. Hy vọng hôm nay có một cái duyên gì dính nhau để mình đỡ hờ hững nữa ha. Hôm nay nãy giờ mình nghe câu chuyện của người ta, mình cảm thấy như thế nào? Đó giờ có rà quen ai trên Facebook rồi kết bạn gì chưa? Có sử dụng chơi Facebook nhưng mà vẫn chưa có tương tác ở trên. Chưa tương tác được phải không? Tự tin lên chứ nãy giờ hơi rụt rè nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em cũng tình cảm. Sống tự lập sớm cho nên là cũng làm được tất cả việc nhà. Cũng chơi được nhiều môn thể thao. Thể thao chơi môn gì? Chơi golf, chơi võ thuật. Có chơi golf nữa, chơi võ thuật. Cũng chơi golf là một môn rất là khó. Chơi cái đó ha. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là con ngại về cái giao tiếp với các cái bạn khác giới. Khá là rụt rè. Mà nó nghe nè, mình chơi thể thao đồ lùm lá ra mà sao nó kiểu như nó hơi mong manh dễ vỡ vậy cơ. Chắc là chơi nhiều quá vậy. Chơi nhiều quá nó cũng bị vậy, phản tác dụng hả? Con gái bên đây có rụt rè không nè? Em là người khá mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi em đã muốn làm điều gì đó thì chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Thứ hai là em cũng sống tình cảm. Còn điểm yếu thì em cũng hay quên. Thì quên. Nhiều công việc ví dụ thì, em quên cái gì? Ví dụ những cái công việc nhỏ thì thường là phải là có người nhắc. Hoặc là ví dụ có giận hờn gì đó thì em cũng quên nhanh lắm. À quên cái đó thì hay đó ha. Giờ em nhắc nè, cái này để em chi vậy? Cái này là món quà lát nữa em sẽ tặng cho họ nhà trai cùng với hai MC và toàn thể khán giả. À. Rồi bây giờ chị muốn nghe thông tin của Yến một chút xíu nè. Tại vì trường nghe bên đây bạn trai giới thiệu mình cũng tò mò chút xíu. Yến thì sao Yến? Những điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn ạ, là mẫu người của phụ nữ gia đình, ca hát. Còn điểm yếu của em là kỹ tính, cũng khó tính. Mà nãy nghe có thích ca hát, có thể mời Yến hát một bản được chứ? Đúng rồi, vỗ tay. Trời ơi. Dạ, em xin gửi tới hai bạn bên kia, hai MC cùng toàn thể khán giả một bài hát Tình Anh. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó. Anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đâm lệ. Rồi vì người đi mãi sẽ không về. Dạ. Cảm nhận giọng hát của Yến như thế nào? Dạ, bạn hát rất ngọt ngào ạ. Rất là ngọt ngào, dạ. Mình cũng nên đáp lại đi. Thì em cũng giới thiệu cái điểm mạnh và cái điểm yếu của em trước. Em cứ dễ hòa nhập được với mọi cộng đồng. Có thể mạnh dạng trước đám đông. Về cái mảng văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, mọi thứ em biết chút. Em biết chơi các môn thể thao: bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bi da, bơi lội. Banh đũa biết không? Banh đũa biết không? Biết. 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 Đó đó, banh đũa biết. Cái đó hồi nhỏ em chơi là ok luôn. Đúng còn rồi, về, thầy giáo dạy mà phải đồng. Còn văn hóa văn nghệ thì em có thể là hát các thể loại nhạc. Biết hát nhưng mà không hay lắm. Dạ. Thì khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính. Nhưng mà xong rồi thì thôi, rất là nhanh nguội. Thế thì bữa nay em định hát tặng mọi người cái thể loại nhạc gì? Bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, đâu anh rồi? Sẽ đờn cho em. Ủa ai đợt? Em. Rồi hát đi nè. Tôi chơi luôn.
Vì đó là em đi ạ. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Dạ hết rồi. Thì kết hợp tâm gì vậy? Dạ. Tâm gì á? Tâm đơ đó em. Tâm đơ đó em. Tâm đơ biết tâm mà. Gì hết trơn á. Bởi vậy anh tâm trong em đơ luôn. Trời. Thôi nhưng mà như vậy là vui rồi, mình giúp vui cho chương trình thôi mà. Rồi bây giờ mình vô tình trường nè. Tình trường sao em trai ghế xanh? Em thì từ trước đến giờ thì đã từng trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Một mối tình là vào thời sinh viên. Ừ. Cũng hơn một năm một chút. Hơn một năm sau chia tay. Lúc đó cũng đừng còn trẻ, cuộc sống cũng chưa có ổn định. Mối tình thứ hai thì mối tình sau khi đi làm cách đây gần 2 năm này. Thời gian đó là cũng tìm hiểu một thời gian ấy. Được quá lâu. Cũng gần được một năm. Tính cách quan điểm không có hợp ấy. Không hợp là không hợp về cái vụ gì? Ví dụ như em thì em muốn sống ở khu vực miền Nam ấy. Và đó ví dụ lại muốn về ở miền Bắc. 2 năm nay ở không? 2 năm nay vẫn chưa. Vấn đề công việc ấy. Bận lắm hay sao? Khá là bận. Rồi vậy giờ có bạn gái thời gian đâu mà chờ chăm sóc bạn gái rồi đi chơi là hẹn hò với bạn gái? Không, tức là cái thời gian để mà mình tìm hiểu ấy, tức là ấy là mình chưa có thời gian để có cơ hội để gặp được cái nửa bên kia thì. Chứ thời gian vẫn có mà, vẫn chơi thể thao, chơi đủ thứ môn mà đúng không? Rồi. Chị sao? Nhút nhát mà biết chơi, nhút nhát chơi boxing đồ chứ. Có cái tướng mà lớn chơi boxing là boxing sao trời? Người của em thì có hơi ổn nhưng mà em thì có sức mạnh khá là tốt. Em có thể bốc được 120 kg. Hít đất cho tôi 15 cái rồi. Đó giờ chương trình này tôi chưa bắt ai hít đất. Wow. Một, đếm đi quý vị. Nhanh, tốc độ nhanh lắm. 7, 8, 9, 10, 1, 2. Tốc độ nhanh ha, khỏe. Đi hết 1 cái nữa. Hỏi một chút xíu nè, giỏi quá. Rồi học tiếng Nhật, tiếng đồ nữa. Rồi mình có cái dự định gì riêng cho tương lai mình không? Phát triển sự nghiệp của mình không? Thời gian đi ở Nhật về ấy, cũng vào công ty làm thì cũng định hướng là tương lai một thời gian sắp tới có thể ra để mở công ty riêng. Mở công ty riêng, công ty làm về cái gì? Bên công ty của Phúc thì đang làm về mạng thiết kế máy tự động. Vốn lý nó đủ hết chưa? Để dành được đủ chưa? Về vốn liếng thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Được nhiêu rồi? Mình thiệt tình mà em ơi, thời buổi giờ có sao nói vậy đi. Khoảng 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. 3-4 tỷ. Trời ơi. Em làm gì mà trời ơi giỏi quá, thấy chưa? Em thấy chưa? Thấy chưa Đạt? Giỏi lắm á. Cái này có thể mở thêm một cái trường dạy boxing nữa rồi đó. Kết hợp với là cái trường dạy nhạc này nữa, hay quá chị Tường ơi. Rồi thôi để nó đi, rồi tới tình trường bên kia đi. Cái vụ đó tôi nghe tới 3-4 tỷ là 3-3 tỷ là tôi im rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá anh. Giỏi quá anh ơi. Về mình kìa, tại sao tới bây giờ vẫn cô đơn với một cô bé giỏi, tài hoa, có thể tự quán xuyến được cả một cái trường học? Thật ra thì em cũng rất là tập trung cho công việc, cho nên em không có thời gian để đi tìm hiểu nhiều. Với lại tính em trước giờ cũng ít chủ động. Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á, thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Vậy là mình được mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình, thì mối tình này rất là sâu sắc, 7 năm. 7 năm? 7 năm. Trời ơi, 7 năm sao chia tay vậy em? Tại vì bạn này bạn rất là giỏi. Bạn được định hướng đi tu nghiệp sinh ở Nhật. Bạn hiện tại có quốc tịch Nhật luôn rồi. Không có ý định trở về Việt Nam nữa. Cho nên là tụi em mỗi người sau này đều có một định hướng riêng hết. Em thì phải phát triển sự nghiệp ở đây nên là tụi em chia tay. Mối tình một người đi Nhật và một bên kia là 2 năm ở Nhật đi về. Lát xuống bắt xe. Lát xuống lên xe. Lát xuống lên xe. Nhưng mà chàng trai này là đi Nhật nhưng mà người ta về người ta muốn định hướng phát triển ở Việt Nam, chuẩn bị mở công ty ở Việt Nam. Bây giờ em đã quên hẳn anh ấy chưa? Hay là còn hy vọng chờ đợi? Dạ, tụi em chia tay năm 2017 rồi chị. Cũng lâu lắm rồi. Dạ. Hy vọng là em sẽ tìm được một người mới trong tương lai nha. Dạ, cảm ơn chị. Cụ thể là ngày hôm nay có thể thấy cũng có dính cái Nhật đó, chắc được á. À, mình sao? Dạ em thì nói chung là về đường tình duyên thì gọi là lận đận. Mấy mối tình mà lận đận? Em không, khoảng 5 mối tình. 5 mối tình? Dài nhất là 5 năm. Và ngắn nhất thì là 1 năm. Cái mối tình 1 năm là chị không nói, nhưng mà cái mối tình 5 năm là rất dài. Không hợp ở cái điểm nào mà phải chia tay em? Bạn ấy quá trẻ con.
Bây giờ bé đó cũng vẫn dạy trong cùng trường với em. À vậy hả? Vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường. Em thì được cái là khi mà mình chia tay với một người bạn gái nào đó thì người ta vẫn trân trọng, vẫn quý mến mình, vẫn hỏi thăm mình, chứ không phải là xem nhau như người xa lạ. Mối tình đó là chia tay lâu chưa? 4 năm rồi. Mối tình gần đây rồi nhất sau nè. Nữa là mối tình năm. Nào? Một năm. Một năm tới tuổi kết hôn rồi đó, tại sao chia tay luôn? Bạn ấy quá kiểm soát anh. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì coi như mình bảo tin nhắn, không trả lời thì gọi là giận hờn vu vơ để cầm đúng. Nói chung là em cảm thấy là bạn ấy không có tự tin trong cái chuyện tình yêu. À, bạn ấy rất là giỏi về cái mặt cuộc sống, công việc. Em có chia sẻ một cái điều là những bạn gái cũ của em đó, em chia tay ai em cũng coi là bạn. Chờ hỏi Yến đi. Yến ơi, dạ, ví dụ bây giờ em có một người bạn trai, nhưng mà người bạn trai này là hàng ngày đi làm, ngày nào cũng gặp cái người bạn gái cũ mà quen tới 5 năm trời. Dạ. Em có bị ảnh hưởng lung lay tình cảm, em có ghen tuông gì không? Dạ cũng có. Quan trọng là mình thôi, mình sẽ rõ ràng cái mối quan hệ đó. Tình trường của Yến sao nào? Em thì có 3 mối tình chị. Mối tình gần nhất là chia tay năm 2017, yêu nhau được gần 3 năm. Vì sao chia tay? Cũng có nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là bên gia đình bên đó cảm giác em không nhận được sự tôn trọng bên đó. Đó là gia đình bạn trai không thích em hay là gia đình sao? Dạ vâng ạ, em cảm nhận được điều đó. Thời điểm đó cũng chưa gặp gia đình bên đó. Chưa gặp luôn mà, chưa, vậy là chưa về gia đình luôn. Bạn trai em nói cho em nghe hay sao? Dạ khi, bởi vì khi mà chia tay á, trước đó em có hỏi nhưng mà bạn ấy không phủ nhận điều đó là gia đình không thích. Đến cái phút cuối cùng khi bạn ấy đi lấy vợ, em vẫn hỏi lý do cuối cùng, bạn nói là gia đình không thích mình. Người ta có vợ luôn rồi. Dạ, chia tay khoảng được 2 tháng là cứ bước. Giờ mình sẽ thăm hỏi thêm ý kiến của người thân một chút đi. Họ nhà gái rất là đông. Gái rồi nào? Em gái đã cầm sẵn micro rồi, mời em giới thiệu đi ạ. Em đi ủng hộ cho bạn nào vậy? Em xin tự giới thiệu, em là Ngân. Em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà ơi chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. Nên khó lắm. Dạ. Cảm động thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc của miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á, thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh, mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là ảnh có một khuyết điểm, đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á, bàn tán nhau quá trời. Thôi, luôn rồi kìa. Bây giờ qua em, tới bây giờ là quyết đoán là Yến thôi. Bạn gái màu ghế màu xanh ai ạ? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nhật Thi, em đến đây ủng hộ chị Quỳnh với tư cách là em dâu. Chị Quỳnh là một người phụ nữ thuộc tiếp hiện đại và độc lập, cho nên là bản thân chị Quỳnh có một cái cá tính rất là đặc biệt. Ngoài những lúc trong công việc ra thì chị Quỳnh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình, và đặc biệt là chị Quỳnh nấu ăn rất là ngon. Thì em cảm thấy là một người đàn ông phù hợp với chị Quỳnh là một người đủ điềm đạm để có thể hài hòa được với lại cá tính mạnh mẽ của chị Quỳnh. Thì theo em nhận thấy là hai anh ở trên đây là anh nào cũng có cái chất riêng và cũng rất là ok hết. Nhưng mà cái này là xét về cái gu của chị Quỳnh thôi, tại vì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau á, thì em cũng nghiêng về anh ghế xanh hơn. Hai anh chị khi mà gặp nhau và cùng màu ghế thì hai anh chị sẽ cùng nhịp đập cảm xúc với nhau. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn em. Đó là ý kiến của họ nhà gái. Bây giờ mời Đạt hãy phỏng vấn ý kiến của họ nhà trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ chào anh Hứa Minh Đạt và chào các khán giả của trường quay. Em là Phạm Thị Lan, là chị gái của Phúc. Em ấy là do là đi học nhiều rồi là đi nước ngoài nữa nên là không có cái thời gian để tìm hiểu, rồi nay cũng lớn rồi, nhà cũng nôn. Hối ha chị ha, nhà hối ha. Em thì rất là hiền, có lẽ chắc vậy nên khó kiếm bạn gái hay sao đó. Em rất là thương em ấy, tại vì đi tự nhiên một mình như vậy rồi tự bôn ba như vậy. Mẹ thì yếu mà mẹ thì ở quê vào ở nông thôn cho nên tất cả mọi thứ là do em ấy tự. Dạ. Trong nhà không có ai giúp đỡ hết phải không? Tự mưu sinh đúng không? Ở góc độ của chị thì chị chấm cô ghế xanh. Cảm ơn chị. Rồi em trai mời em. Em là bạn học của Phúc đúng không?
Dạ em là bạn đại học với Phúc ạ, rất thân với Phúc ạ. Bạn đại học là học ở đâu? Tính Phúc đúng không? Học đại học Bách Khoa. Ồ, học đại học Bách Khoa nữa hả? Phúc học đại học Bách Khoa xong đi làm ở đây một năm ở Viettel, rồi sau đó là tự đi học tiếng Nhật rồi tự đi Nhật. Bạn ấy có điểm yếu là cứ đứng trước phái nữ là bạn ấy run rồi bạn ấy không nói được. Bạn thân hồi đi học phải biết có tật xấu gì không? Hồi xưa bạn đi học nó khác với các bạn khác là bạn phải tự kiếm tiền rồi tự mua máy tính, tự mua xe máy, tự mưu sinh suốt sinh viên. Nên là có thể là cái cách ăn mặc của bạn ấy không có chỉnh chu hay là không có đẹp bằng các bạn mà bên kinh tế. Không sao em, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cảm ơn em nha. Thầy giáo của tôi đi một mình, tôi xin đại diện họ. Đó, đây. Đúng không? Dạ đúng tôi rồi chị. Tôi xin đại diện họ nhà trai vậy? Tùng đẹp trai. Đúng có. Trời, con trai đính chính. Theo các bạn nữ chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ lại. Riêng bản thân em, đối với những người yêu của em trước đây, chưa bao giờ em có một lần nổi nóng. Thậm chí bạn đó sai, em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Mình không hơn thua gì với người yêu của mình cả. Còn đối với người phụ nữ, em mồ côi cha lúc em mới 5 tuổi. Từ khi học cấp 2 trở lên, là em cũng tự lập, mưu sinh, làm tất cả các việc từ phụ hộ, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ. Đi làm rồi sau này mới quay lại học sư phạm, rồi mới đi lại đi dạy. Trong người em lúc nào cũng suy nghĩ là sau này dù thế nào, khổ như thế nào cũng không để cho người phụ nữ của mình phải khổ, phải rơi lệ như vậy. Chị hiểu mà, chị đồng cảm với em, cho nên chị thật sự nếu em không nói thì chị cũng đang chuẩn bị định nói về cái chuyện nóng tính của em. Thật ra là người ta nói khuyết điểm của mình nóng tính vậy thôi, nhưng mà giống như Tường cũng vậy nè. Tường ai hỏi mình khuyết điểm là gì thì Tường cũng là nóng tính, nhưng thật ra cái nóng là mình, nếu mình cảm thấy cái điều đó nó sai thì mình buộc phải lên tiếng. Đó, tôi bảo vệ nhà trai của tôi một chút xíu thôi. Được. Rồi. Tự động phấn đấu vươn lên, bây giờ người ta cũng có công việc làm ổn định nè, mình vẫn đang sống với mẹ đúng không em? Thực ra là mẹ em ở nhà, em sống xa nhà, rồi em tự lập bươn chải, em đi dạy rồi tính là mua nhà trước. Nhưng mà thực ra lúc trước thì em thích xe, em làm mua xe trước. Xe là bây giờ mình mua xe mình đi, em mua xe kinh doanh. Thứ nhất là em mua một chiếc xe để em kinh doanh, để em làm thêm đưa rước học sinh mỗi ngày. Ồ vậy đó hả? Em, vậy là phải xe lớn chứ. Dạ chiếc xe lớn, là sau đó em lấy dựa vào cái đó em kiếm, rồi em đam mê của em lại mua thêm một chiếc xe nhỏ em đi. Cái xe lớn đưa đón học sinh là mỗi ngày sáng chiều luôn hả em hả? Buổi sáng em dậy đến 10 giờ rưỡi, em chở học sinh từ 10 giờ rưỡi đến 12 giờ. Em lái luôn hả? Dạ em lái. Dạ. Em dậy xong rồi em ra em đi rước học sinh luôn cho các lớp em. Là xe mấy chỗ? Xe em thì có 9 chỗ. Em dạy bơi, em mở câu lạc bộ bóng đá em dạy. Rồi em liên kết với BKMS Bình Dương bóng đá và bên là bên mạng bóng đá chuyên nghiệp nữa. Nói chung là cái công việc mình tự tạo ra thôi, quan trọng là mình có chịu làm hay không. Rồi có thời gian để cho bản thân, rồi có thời gian. Có chị. Nói chung là thời gian mình tự cân đối được hết. Dạ, đúng còn rồi. Sức còn cài. Còn sức không? Còn. Cài. Đây bây giờ mình mở cửa, còn sức mở cửa không đây nè. Còn chứ, còn mở cửa trái tim nha quý vị. Ồ, mở cửa trái tim. Rồi. Mình đúng đã từng hả? Gặp đúng nhau. Hả? Mình đã từng gặp nhau. Đúng mình hả? Đã từng mình gặp đã nhau. Gặp nhau. Cảm ngồi im lặng luôn vậy. Nãy mình hứa hẹn như thế nào? Đây. Gấp vậy hả anh? Mình phải liền như vậy. Trước giờ em cũng rất ít chơi guitar. Hôm nay thì cũng mong là... Khó không? Nè, em ngồi ghế anh dễ hơn nè. Dạ. Nó ra dáng một cái nghệ sĩ gì đó. Wow. Thật ra là rất lâu rồi mới chơi lại guitar, tay cũng chai luôn. Em sẽ trình bày một bài hát chắc là cũng khá quen thuộc với mọi người, là bài Lời Yêu Thương của nhạc sĩ Đức Huy. Trời cũng miên nhiệt đấy, trên đôi vai em buông trần cho anh mơ mộng. Quên đi
như anh mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng ngoài. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu anh mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng ngoài. Yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng ngoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng ngoài. Trời ơi, nãy giờ bình tĩnh lại chưa? Dạ. Mở cửa trái tim ra một cái là tôi thấy là tùm lum tà la hết trơn á. Người che mặt, người bịt mắt thì đủ thứ hết. Rồi, thầy giáo nói trước, cảm nhận của em như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra? Anh rất là bất ngờ. Thì hôm nay không biết do có duyên hay sao mà chương trình này ghép lại gặp đúng. Hôm nay gặp mặt thì em thấy như thế nào? Dạ. Dạ sao? Dạ thấy rất là xúc động à. Xúc động. Bất ngờ. Dạ, bất ngờ. Còn Yến, cảm nhận của Yến như thế nào? Cảm xúc của Yến như thế nào? Em cũng rất là bất ngờ khi gặp anh lên trên này, bởi vì chắc cũng có một cái duyên gì đó. Yeah. Không trả lời là tại bận phải không? Dạ. Công việc của em đi làm ban ngày xong rồi tối em còn đi làm thêm nữa nên là em cũng rất là ít thời gian. Yeah. Em, cơ hội đã đến rồi, phất đi. Cảm ơn. Thực sự là hôm nay hai bạn nữ là ngoài cái mức suy nghĩ của em. Ngoài mức suy nghĩ của em. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Hai bạn bạn nào cũng hát rất là hay. Hai bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, hai bạn trai ở Bình Dương, yêu xa. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Thực sự thì ở khu vực miền Nam thì đội viện là không cảm giác là xa được. Người ta có nói một câu là xa không là ở lòng người, chứ không phải ở khoảng cách. Tình yêu nó cũng giống như là một cái cây vậy đó. Tuy là ở xa nhưng mình vẫn phải chăm sóc, mình phải tưới nước thì mình mới gặt hái được trái ngọt. Mời Yến. Trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook á. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. À, đã biết, em đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi, có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Ừ. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chơi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Công việc em sắp xếp rất là dễ. Hè thì em được nghỉ 3 tháng, Tết thì em được nghỉ 3 tuần, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Công việc em làm thêm thì em tự tạo ra em làm thôi. Yến nói Yến làm thêm ban đêm nữa. Chỉ cần Yến nói là sắp xếp được thời gian là cỡ nào anh cũng tới nếu mà chúng ta bấm nút. Tiếp tù rất nhanh. Chỉ là Yến có sắp xếp được thời gian cho anh hay không thôi. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian cho anh là anh có mặt. Công việc của em có trực đêm, có những lúc em vắng nhà thì mình có thể là lo được cho bản thân mình hay là con, chăm sóc con không? Anh tự lập từ bé. Khi mà anh học lớp 2, mẹ đi làm là nói nhà anh phải tự chăm sóc, anh tự nấu ăn. Để khi mà mẹ về là có được bữa ăn. Sáng dậy phải quét nhà, giặt đồ. Tất cả những cái gì đó anh đều thực hiện, làm được hết. Ba mất sớm à. Trước giờ em vẫn là người như vậy. Em suy nghĩ không phải việc này của đàn ông, cũng chả phải việc này của phụ nữ. Rảnh thì mình rảnh tay thì mình làm, ví dụ như vợ thì nấu cơm thì mình rảnh đó thì mình ngồi mình phơi đồ. Công việc của cổ là đi đêm hay lâu lâu là cổ phải trực đêm như vậy thì em có ngại không? Không chị, thấy vợ mình như vậy thì mình phải càng phải giúp đỡ nhiều hơn. Em bên ngoài cứng rắn, em coi những bộ phim hoặc là nói về tình yêu thương cha mẹ gia đình gì đó, nước mắt thấy rồi. Nãy giờ tôi ngồi đây tôi cảm nhận mấy lần là rung rớm nhá. Em thì sao, có làm việc nhà phụ vợ không? Chắc chắn là chị, họ ở bên Nhật cũng phải tự làm mà đúng không? Các bà là phải ở trọ ở một mình ở tiệm. Nên là mọi thứ đều việc nhà đều phải tự lo được. Công việc của em rất là bận và thường là chủ yếu là vào ban đêm á, thì anh có ngại nữa mà cái đồng hồ sinh học của em nó hơi khác người ta. Em có thể chăm sóc gia đình con cái rất tốt vào ban ngày nhưng mà ban đêm thì em lại muốn toàn tâm cho công việc á, thì anh nghĩ như thế nào, anh có e ngại vấn đề đó không? Đối với anh thì nghĩ là không có vấn đề gì cả. Như là mình tôn trọng cái công việc của nhau, nhưng ban đêm là em đi dạy hả hay là cái gì mà ban đêm là bận? Dạ, tại vì
Trường em là hoạt động ban đêm, ngoài giờ đi học của các bé. Mấy giờ? Thường là có khi 10 giờ hơn. Đêm nào đâu giờ đó về thì cơm đã dọn sẵn rồi, còn giặt vũ đồ thì đã có đó, nhanh lắm một giặt cho anh. Sợ là sợ. Giặt và xả trong một mất có 15 phút về, xong. Giặt đúng rồi đúng chị. Bây giờ tôi chỉ dành còn 30 giây nữa thôi, ưu tiên cho hai bạn nam, tại vì các bạn nữ của tôi thích sự chủ động. Bây giờ hai bạn còn muốn thể hiện điều gì nữa không? Mỗi người 30 giây, nếu không là chúng tôi hết giờ và bấm mọi nút. Người nói được một câu. 30 giây bắt đầu, mạnh dạn lên. Mình cho anh hỏi xíu là quê ở Sài Gòn, người ở miền Nam. Thì cái về cái giọng nói như này thì có vấn đề gì ở lớn ở đó? Thật ra thì em cũng định chia sẻ nhưng mà em ngại quá. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng anh rất dễ thương. Tới ông thầy thể dục của tôi nè. Rồi nhanh nè, 30 giây. Yến có cái trải lòng giống lúc nãy á, thì nếu mà đến được với nhau á, thì sợ nhất là vấn đề gia đình hai bên. Vấn đề đó thì yên tâm, cái đó là em quyết như thế nào thì gia đình phải theo vậy thôi. Mình đã tự lập rồi thì gia đình phải luôn luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt mẹ em thì rất là yêu thích con gái. Sống với hai thằng trai tụi bay nhỏ lớn tôi chán lắm rồi. Thì có đứa con dâu hiền hậu nữa là mê lắm. Dạ, đặc biệt là nếu mà đồng hương với mẹ nữa thì thôi, khỏi phải nói nữa. Rồi, hết thời gian nha. Chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Sau 5 giây của anh Hứa Minh Đạt thì các bạn hãy bấm vào cái nút bấm của mình. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Chọn ai cũng được, thích ai chọn nấy, chứ không cần phải chọn theo cái sự sắp đặt của chương trình đâu nhé. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 Một cái cảm giác hình như không biết là có phải bằng Yến này hay không. Là quen hả? Quen hả? Nếu mà em thấy người ta hời hợt quá, không có sâu sắc á thì em cũng không có muốn phát triển thêm. Một. Chúc sao mừng đi trời ơi. Cho chút cảm xúc của em lúc này coi Yến. Làm chị, em chỉ lo nhất trong đây là em luôn á. Thiệt á. Sao Yến? Thì hôm nay mình đã đến đây thì cũng là một cái duyên rồi. Thì muốn tìm hiểu thêm thì mình sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Thật ra ít phút ở đây hoặc là ví dụ mình có gặp trên mạng mình chưa mở lòng cũng khó lắm. Hôm nay mình gặp trực tiếp nên cho nhau có cơ hội, biết đâu được những cái gì em lo lắng trong lòng thì nhiều khi anh ấy sẽ tháo được những cái nút thắt đó thì sao. Không được thì mình cũng có thêm một cái mối quan hệ vẫn tốt cho mình. Chúc mừng em nha. Chị hồi hộp lắm. Hồi hộp mình Yến rồi hả? Sao em cảm xúc sao, vui không cưng? Dạ vui. Vui hả? Mời hai bạn đứng đây trước. hai bạn đầu tiên. Như là giống như là một cái con người anh nằm trong đây đó thì anh cũng mong em nữa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau. Ôm đi. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau. Trời ơi. Ơi, cặp xanh. Món quà về với chính chủ. Chủ động. Vì em rất là thích style công sở giống như anh, cho nên trong này là một chiếc áo sơ mi công sở. Và cái quan niệm tình yêu của em thì cũng chỉ có một người duy nhất, cho nên em chỉ chuẩn bị một món quà duy nhất thôi. Vì em không muốn người đàn ông của em mặc trùng áo với người khác. Bây giờ làm nắm tay nè. Quyết liệt lên coi. Nắm thích người tay. Chủ động. Một nụ hôn khởi đầu. Mạnh mẽ lên. Thơm đi. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi nắm tay luôn chứ. Đúng rồi cưng. À đủ cặp. Đủ mình cặp. Mình nhau. Về với nhau. Đây là lần đầu tiên mà ông Mai và bà Mối đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình là ghép đôi được cho hai cặp đôi luôn. Dạ, tâm trạng rất là hân hoan, rất là vui sướng. Chương trình sẽ dành tặng riêng cho những cái cặp đôi mỗi bạn một chiếc điện thoại Realme
pin khủng, sạc nhanh. Hy vọng là các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này nè để liên lạc với nhau nè, chụp hình nè, gọi điện nói chuyện với nhau để chia sẻ những cái hình ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình và những khoảnh khắc đáng nhớ trong tình yêu của hai bạn. Hãy tặng em, hãy tặng em. Đó. Có đây một cặp đôi nữa nè, đây tặng em. Không không, cứ cầm tay với đi, cái gì buông lẹ vậy? Và tiếp tục xin gửi tặng cho các bạn, đây là WeWell Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Trời ơi, sắp xếp quà cáp lại đó. Đây, rồi. Bên đây, tay vẫn không rời. Đó. Ở đây nhiều quà nhiều quá rồi. Rồi, đẹp luôn. Nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt Joy. Và đặc biệt nếu trong hai cặp đôi này, cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng một miễn năm phí. Miễn phí sử dụng bột giặt Joy. Ha. Nhưng mà hai cặp là được 2 năm. Chị Tường với anh Đạt có tham dự không? Nếu mà hôn nhân chị Tường với anh Đạt có tham dự không? Có chứ, đám cưới là có tham dự luôn á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Quý vị ơi, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc hàng tuần quý vị nhé. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng ta hãy đón xem chương trình vào lúc 22 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và để tạo cho cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau, chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Hôm nay đến tham gia chương trình tâm lý của mình như thế nào chị? Nói chung là cũng hồi hộp. Nhờ mấy chị em ở đây làm tinh thần mình thoải mái hơn, tự tin hơn. Vậy thì một cái tiêu chí của chị khi mà lựa chọn bạn trai của mình sẽ như thế nào? Do con tim mình và lý trí của mình thôi. Mình cảm nhận được ví dụ như sự chân thành hoặc là đủ cái sự ấm áp thì mình giống như kiểu là đủ cái sự rung động á từ trái tim mình. Đây là bạn của chị hả? Ví dụ như mà ngày hôm nay chị có một cái tiêu chí nào đặt ra để có thể tư vấn cho bạn của mình không? Em nghĩ là chị ấy cố gắng thoải mái và đừng có đề cao quá cái tiêu chí của mình á. Quan trọng là cái người mình gặp mình cảm thấy có thiện cảm là được. Đó là cái bước quan trọng đầu tiên thôi. Còn sau này thì từ từ mình tìm hiểu tiếp. Từ xưa đến giờ chị có khó tính không? Rất là khó luôn á chị. Rất là khó. Cho nên là em chỉ cần có một chút tình cảm với người đó lúc mà mình mới gặp á thì sau này hy vọng sẽ tiến triển hơn. Chị cũng mong muốn là bạn chị kiếm được người theo ý của bạn ý. Theo ý hả? Đúng rồi, tại vì quan trọng là bạn kiếm mà đâu phải chị kiếm đâu. Rồi, một chút tư vấn gì luôn á. Rồi còn chị thì sao? Thì cũng mong bạn nó tìm được người phù hợp với bạn thôi. Bên này là như ý, còn bên này là phù hợp. Đúng rồi. Nói chung là tùy chị đó. Còn chị thì sao ạ? Cũng đồng ý chị này đó luôn. Không có ý gì khác không ạ? Ví dụ như em còn em một ý gì khác không chị? Nói chung là chị em thì miễn sao gả được em ấy là được. Là vui mừng lắm rồi. Mình có thể ngồi lại cùng với nhau chụp một tấm hình cả nhà mình đông đủ như thế này được không ạ? Cười tươi lên mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười cô gái. Thằng đến chưa? Thằng đúng rồi đây. Còn một người đang đến. Cho mọi người đến. Đây là kỷ lục của ghép đôi thần tốc khi mà 10 người đến để ủng hộ một người thân trong gia đình mình nha mọi người. Cô gái khách mời của hôm nay đúng không ạ? Người chơi của hôm nay đúng không ạ? Chị tên gì ạ? Mình tên Quỳnh. Chị Quỳnh. MC xinh quá. Em cảm ơn chị. Chị em kiếm ghế ngồi. Chị đến hôm tham dự chương trình hôm nay chị cảm giác như thế nào? Chị có hồi hộp, lo lắng gì không? Chị hơi tò mò chứ không có hồi hộp. Tò mò về người bạn chơi cùng á.
Vậy thì mình đã chuẩn bị một món quà gì để đến đây trong cái chương trình ngày hôm nay để có thể tặng cho bạn ấy không? Chị có chuẩn bị áo sơ mi. Áo sơ mi? Chị lựa theo cái hình mẫu lý tưởng của chị và cái chỗ đó có thể đổi size được nếu mà không vừa. Tức là xong là cho cặp cứ zip lại để đem đi đổi. Đúng rồi. À, nếu mà không vừa đúng không? Đúng rồi. Ok, là xong thì chị sẽ tặng luôn, chị sẽ đem đi đổi giùm luôn đúng không? Đi đổi cùng với chị luôn. Ờ ok, nên như là thành đôi đúng không? À, vậy thì chị mua mấy cái? Ừ, chị mua một cái cho một bạn. Bạn mình sẽ chọn. Tại sao chị lại tặng Sammy? Thứ nhất là mỗi lần ảnh đi làm thì ảnh mặc về ảnh sẽ nhớ đến mình. Với lại chị cũng muốn mỗi ngày ảnh đi làm thì ảnh đều cảm thấy vui vẻ. Chị là thích kiểu đàn ông chỉnh chu và chú ý đến trang phục một xíu đó. Cho nên là thời trang nó cũng quan trọng. Ờ, nên là chọn. Mà quen cô gái này thì chắc chắn là sẽ có đồ đẹp để mặc hồ ngoài luôn. Xuống dưới ha. Dạ, xuống dưới sạch lễ tân giúp em nha. Anh có thấy không? 10 cô gái đã đi cùng với chị. Áp lực không anh? À, anh hả? Anh hòa nhập được với đám đông mà. Cái cảm xúc của chị bây giờ là như thế nào? Nó có còn hồi hộp nữa không? Không hả? Cái lúc mà anh mở rèm ra xong rồi chị thấy anh, chị biết anh là người quen. Có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa? Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chút buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn Yến? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Mình không trả lời tin nhắn, mình có cảm thấy hơi ngại không? Ừ, cái vấn đề đó mình cũng nghĩ, cũng có nghĩ rồi. Nhưng mà tại vì lần đó mình cũng có đăng bài lên trên, cũng có làm quen trên mạng á. Thì cũng quá, có nhiều người nhắn tin cho mình. Thực sự là vậy. À, cho nên là nhiều khi là nó bị miss thông tin, nó bị bão hòa. Chứ là mình không thể nào trả lời được hết nhiều người như vậy. Đầu mình cũng trả lời một số người nhưng mà mình cũng tìm hiểu qua rồi. Tìm hiểu qua sơ trên đó thôi. Để mình nói chuyện để xem như thế nào. Thì tìm hiểu qua thì thấy anh này cũng được. Nhưng mà về khoảng cách thì hơi xa nên là mình cũng hơi ngại về cái vấn đề đó. Vậy về thời điểm hiện tại bây giờ thì sao? Thì mình như thế nào về anh? Thì mình cảm nhận thì mình cũng chắc là phải tìm hiểu nhiều mình mới biết được. Còn vấn đề đã đến đây rồi. Trước đó cũng là có duyên nhưng mà không có thời gian để mà gặp mặt. Thì hôm nay cũng đến đây thì có duyên mình gặp mặt rồi thì thôi, thì chúng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Trong cái lúc mà anh làm việc với chị em thì chắc cũng có chân thành. Sự chân thành. Tại vì lúc đó cũng bất ngờ quá nên cũng không suy nghĩ được gì nhiều hơn. Ngày đầu tiên là anh quyết định nhắn tin cho chị về. Tại sao mà anh lại quyết định? Mình có một cái ấn tượng gì về chị không? Yến đăng lên cái bạn muốn hẹn hò đó, thì bạn thì anh thấy có một cái gì đó mình rất là thích. Thì anh kết bạn với Yến thôi. Anh rất mong được kết bạn với em. Thì Yến nói là Yến bận lắm, nhiều khi không có trả lời tin nhắn được mọi người. Nên là mong mọi người thông cảm. Thì cũng may sao mà Yến lại chấp nhận kết bạn với anh. Mày có trả lời với anh. Cái cảm xúc lúc mà anh mở cái đèn ra, anh thấy như thế nào? Anh chắc chắn là 90%. Còn khi mà mở về rèm gặp thì rất là xúc động. Rồi. Mình đúng đã từng hả? Gặp đúng nhau. Đúng mình hả? Đã từng gặp nhau. Đúng mình hả? Đã từng mình gặp nhau. Đã gặp nhau. Trời ơi, bắt gặp luôn nha mọi người. Ý, từ. Không, để im. Ý, chị cũng có trả lời nè. Thì trời cũng ơi. Có trả lời, nhưng mà phải thời gian rất là lâu mới trả lời. Trời ơi, người ta bận. Biết mà, anh anh đâu có buồn đâu. Đó, không, em đâu nói buồn đâu, nhưng mà bận. Nhưng mà cái này người ta gọi là nhân duyên tiền định nha mọi người. Cho nên là cho dù là có ở xa tới nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì mọi người vẫn có thể lại gần với nhau nha. Ui, mọi người nói chuyện với nhau cũng lâu nè, cũng dài nè. Nhiều lắm, nhưng mà lâu lắm mới nói chuyện. Thì lâu lắm mới nói chuyện cho nên bữa nay anh mới có cơ hội được ngồi đây với chị nè. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Trời ơi, tôi nhiều chuyện quá à. Mà thôi kệ đi. Tôi nhiều chuyện nhưng mà tôi thấy được rồi. Sẽ sắp xếp để có nhiều thời gian nhất có thể tìm hiểu với Quỳnh. Mình sẽ đi lên Sài Gòn nhiều hơn. Đúng rồi,
sẽ trong tuần thì có thể là 3 đến 4 hôm có thể xuống Sài Gòn được. Nhưng mà phụ thuộc vào thời gian của Quỳnh nữa, sẽ sắp xếp cả hôm ngày nào có thời gian được. Còn đối với chị Quỳnh thì như thế này chị? Bình thường thì công việc của chị cũng bận đó, chị chỉ đánh vào cuối tuần thôi. Thì thật ra cặp đôi yêu nhau này thì cũng ở bên nhau vào cuối tuần cả. Ví dụ trong tuần anh có thể thoải mái cho công việc, nhưng mà cuối tuần thì dành cho chị 1 đến 2 ngày để nhau. Chị có nhớ ở trong chương trình mà anh đã nói lên cái cảm xúc của mình? Chắc là lúc anh hỏi cái giọng của ảnh đó, cái giọng của ảnh có khó nghe không á. Đây chị thấy giọng dễ thương nhưng mà chị cũng ngại nên không nói. Thì lúc ảnh nói thì chị cũng trả lời vậy. Cảm thấy vui nhưng mà cũng mắc cỡ nữa. Quỳnh ở Sài Gòn, người ở miền Nam. Thì về cái giọng nói như này thì có vấn đề gì ở lợn ở đó? Thật ra thì em cũng định chia sẻ nhưng mà em ngại quá. Giọng của anh rất là dễ thương. Giọng của anh rất là dễ thương. Còn khoảnh khắc nào mà anh thích nhất của chị? Mình thích nhất là lúc Quỳnh chơi đàn, hát. Là chất của nàng thơ. Đấy là mình đúng với kiểu của mình thích. Tim có đập nhanh không? Lúc đó là mình chỉ muốn tròn lúc đó. Em muốn được cùng anh